Mới đây, ca sĩ Lâm Nhật tổ chức tiệc sinh nhật tại thành phố Hồ Chí Minh với sự chúc mừng của rất nhiều đồng nghiệp thân thương như hoàng hậu chồng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín, Minh Nhí, Lê Giang, Tấn Beo, Thương Tín, Ngọc Ánh, Gia Bảo, Lâm Khánh Chi, Phi Thanh Dân, Anh Quân, ca sĩ Hải Dương, con gái Trúc Chi, cùng đông đảo fan thuộc ở mọi miền đất nước. Trong tiệc sinh nhật, Lâm Nhật thay ba bộ áo dài để đón khách. Anh cũng quỵ tưng bừng bằng các tiết mục ca nhạc do chính anh cùng dàn diễn viên múa Minh Họa biểu diễn và từ các nghệ sĩ tới dự như Nguyễn Chánh Tín, Ngọc Ánh, Lê Giang, Minh Nhí. Dù tổ chức hoành tráng như vậy nhưng Lâm Nhật tâm sự, đây là sinh nhật đầy trống vắng ngắt của anh. Nam ca sĩ tìm lại người xưa không giấu được xúc động và bật khóc khi nhắc tới Dương Bảo Tuấn vừa mới qua đời cách đây chưa lâu. Anh kể, lúc đầu, tôi không định tổ chức tiệc sinh nhật lớn như vậy. Tôi chỉ định làm một bữa cơm ấm cúng với vài người đam mê thủ thân thương nhưng mọi người khuyên tôi nên làm lớn, làm tưng bừng. Anh Tuấn đằng nào cũng đi rồi, mình cũng rủ ở nhà thì chỉ buồn thêm thôi. Sau khi suy nghĩ, tôi gật đầu làm. Đây là cách để tôi tập sống khi không có anh Tuấn. Bởi từ giờ về sau, hẳn còn rất nhiều sự việc trong cuộc đời này khiến tôi đau lòng. Tôi cần phải mạnh bạo khi không còn anh Tuấn lo cho mình nữa. Mọi năm, anh Tuấn là người lo cho tôi mọi thứ, từ địa điểm tổ chức, mời khách, từng bó hoa, cái bánh tôi chỉ việc ăn mặc đẹp và tới trễ thật trễ vì mọi thứ anh Tuấn lo hết. Nhưng năm nay, tôi phải tự tay lo hầu hết mọi việc. Cứ nhớ đến anh Tuấn là tôi buồn muốn khóc, nhìn các khách mời mà thiếu khuôn mặt thân thuộc của anh là tôi lại thấy trống trải, Lâm Nhật chia sẻ thêm. Cũng theo lời Lâm Nhật thì bữa tiệc tốn hơn 100 triệu này là do hai người gamer thủ là doanh nhân cũng là fan thuộc của anh đứng ra tổ chức. Lâm Nhật cho biết, năm nay vì có đông bằng hữu, khác biệt là các fan khác nơi cùng hội tụ về nên nỗi buồn vắng ngắt Dương Bảo Tuấn cũng dơi đi phần nào. Một số hình ảnh trong tiệc sinh nhật Lâm Nhật. Lâm Nhật đến từ 5 giờ chiều để kiểm tra mọi thứ cho 6 giờ chiều đón khách. Anh cho biết, mọi năm, anh chỉ việc đi làm đẹp và tới giờ là đến vì đã có Dương Bảo Tuấn lo. Trước khi tới tiệc sinh nhật của mình, Lâm Nhật thắp hương cho Dương Bảo Tuấn cùng hai chén rượu rồi nói với di ảnh của người gamer thủ tri kỷ. Anh tới tiệc sinh nhật cùng em nhé. Lâm Nhật tin rằng, trong suốt buổi tiệc của anh, Dương Bảo Tuấn lúc nào cũng ở cạnh bên. Cùng với sự có mặt của đông đảo bằng hữu nên anh khuây khỏi phần nào nổi trống vắng ngắt trong lòng. Chị gái, con trai, cháu ruột Dương Bảo Tuấn cũng tới sinh nhật Lâm Nhật. Sau khi cắt bánh kem và đốt pháo, mọi người cùng hát giang ca khúc chúc mừng sinh nhật. Và tiếp đến là Lâm Nhật tự mình đáp ứng mọi người một số ca khúc yêu của anh. Trong buổi tiệc, Lâm Nhật thay tới 3 chiếc áo dài do nhà thiết kế Diệp Hùng tài trợ. Đặc biệt, bữa tiệc được hai người gamer thủ là doanh nhân, cũng là fan mến mộ của anh đứng ra tổ chức cho Lâm Nhật. Buổi tiệc kéo dài đến quá khuya nhưng sự hào hứng và sôi động vẫn không nguôi trên từng khuôn mặt hiện diện tại bữa tiệc.